Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 23 tháng 11 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Bài trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 12 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng, dù một sợi tóc trên đầu, anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuộc diễn từ Cánh Chung, nói đến những bách hại mà người môn đệ của Đức Giêsu sẽ phải đối diện và cách hành xử đúng đắn của người môn đệ trong hoàn cảnh ấy. Đức Giêsu cho biết, vì danh người, các môn đệ sẽ bị thế gian thù ghét và phải chịu nhiều loại hình khổ khốc liệt, bị bắt bớ, bị ngược đãi, bị nộp, bị bỏ tù, bị điệu ra tòa xử tội, và cuối cùng là bị giết. Tuy nhiên, đối với Đức Giêsu, đó là cơ hội để làm chứng cho người. Người hứa sẽ luôn ở cùng họ, và khích lệ họ hãy kiên trì. Lịch sử giáo hội cho thấy, sự bách hại có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và bất cứ ở đâu. Có thể nói, bị bách hại là thân phận, là định mệnh của giáo hội. Đến nỗi có người nói rằng, một giáo hội không bị bách hại là một giáo hội có vấn đề, cần phải xét lại. Chúng ta cũng ít nhiều kinh nghiệm về sự bách hại đó, qua những khó khăn bên ngoài cũng như bên trong, mà chúng ta phải đối diện hầu như hàng ngày, khi cố gắng sống vì danh Đức Giêsu và vì tin mừng của người. Sự đối nghịch từ thế gian như là cái giá chúng ta phải trả khi theo Đức Giêsu. Tin mừng đòi hỏi chúng ta sống thánh thiện và thậm chí khiến chúng ta bị ghét bỏ. Tại sao ư? Bởi vì trong một xã hội mà thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lươn lẹo len lỏi lại leo lên, thì người làm điều tốt sẽ là một lời nhắc nhở khó chịu đối với những ai làm điều xấu. Đôi khi, như Đức Giêsu nói, sự bách hại đến từ chính những người thân quen,
là cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu. Đó là trường hợp người thân cản trở, chống đối nhau trong việc đón nhận và sống tin mừng. Hơn nữa, cuộc chiến nội tâm của Thánh Phaolô cũng là điều mà Kitô hữu phải gặp mỗi ngày. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm. Sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Song chúng ta không thể hát bài ca của ông Mô-xê nếu như không trải qua hành trình sa mạc khó khăn. Khi khích lệ chúng ta, đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Đức Giê-xu không có ý muốn nói rằng, chúng ta hãy ngồi xuống và đừng làm gì. Đúng hơn, người mời gọi chúng ta hãy cộng tác với ơn Chúa để xây dựng vương quốc Thiên Chúa bất cứ nơi nào chúng ta có thể. Trong gia đình, nơi làm việc, trường học, cộng đoàn giáo xứ của chúng ta, vân vân. Đừng bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào, dù nhỏ đến đâu đi nữa, để làm chứng cho Đức Giê-xu. Số phận của người Kitô hữu là đi trên cùng một con đường Đức Giê-xu đã đi. Nhưng chúng ta được bảo đảm sự đồng hành và nâng đỡ của người. Chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan. Ước gì trong mọi hoàn cảnh, trong mọi bậc sống, chúng ta luôn ý thức về sự đồng hành ấy, mà vững tin dấn thân, trở nên chứng nhân tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người, để tin mừng được loan báo đến muôn dân. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con luôn trung tín với Chúa cho đến trọn đời. Amen. Tin tin yêu vào nơi Đức Kitô. Xin tin yêu vào nơi Đức Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi khỏi tình Chúa Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi. Xin tin yêu vào nơi Ngài là Đức Kitô. Là tình yêu cao vời khôn vĩ, vời khôn vĩ. Bao gian nan vẫn trung kiên, bao chân chuyên tròn nỗi niềm, tựa thầy đấng vô hình. Chọn một niềm tin yêu, dẫu rằng đời là đời cô liêu, xin tin yêu vào nơi Ngài. Chúng tôi.
tin tin yêu vào nơi Ngài là Đức Kitô. Là tình yêu cao vời khôn vĩ, vời khôn vĩ, vời khôn vĩ. Bao gian nan vẫn trung kiên, bao chân chuyên trọn nỗi niềm, tựa thầy đấng vô hình. Chọn một niềm tin yêu, dẫu rằng đời là đời cô liêu. Xin tin yêu vào nơi Ngài, 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 xin tin yêu vào nơi Chúa. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trong buổi tiếp kiến sáng 10 tháng 11 vừa qua dành cho Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha Francisco đã minh định thế nào là sự hiệp nhất. 70 hồng y giám mục thành viên cùng với các vị cố vấn và viên chức tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Chủ tịch Kurt Koch về chủ đề sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, kiểu mẫu nào cho sự hiệp thông trọn vẹn. Lên tiếng trong dịp này, sau khi nhấn mạnh sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô như là một đòi hỏi thiết yếu của đức tin chúng ta, một đòi hỏi xuất phát từ cốt tính của chúng ta như những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại ba kiểu mẫu sai trái về sự hiệp thông. Trước tiên, hiệp nhất không phải là kết quả của những cố gắng của con người hoặc là sản phẩm hoạt động ngoại giao của giáo hội, nhưng là một hồng ân đến từ trên cao. Loài người chúng ta không có khả năng tự tìm kiến tạo sự hiệp nhất và cũng không thể quyết định những hình thức và thời điểm khi nào. Trong bối cảnh đó, hiệp nhất là một hành trình đòi phải kiên nhẫn, chờ đợi, kiên trì, vất vả và dấn thân. Hiệp nhất không xóa bỏ những xung đột và không loại trừ những tương phản. Đức Thánh Cha thường lặp lại rằng, hiệp nhất được thực hiện khi đồng hành, nghĩa là khi chúng ta gặp gỡ nhau như anh chị em, cầu nguyện, cộng tác với nhau trong việc loan báo tin mừng và phục vụ những người rốt cùng. Thứ hai, hiệp nhất không phải là đồng nhất. Những truyền thống khác nhau về thần học, phụng vụ, linh đạo và giáo luật được phát triển trong thế giới Kitô, khi chúng ăn rễ chân thành trong truyền thống tông đồ là một phong phú chứ không phải là một đe dọa cho sự hiệp nhất của giáo hội. Tìm cách dẹp bỏ những khác biệt ấy là đi ngược lại với Chúa Thánh Linh đấng hoạt động làm cho cộng đoàn tín hữu được phong phú nhờ các hồng ân khác nhau. Sau cùng, hiệp nhất không phải là gộp vào nhau. Sự hiệp nhất các tín hữu Kitô không bao hàm một sự đại kết lùi lại khiến cho bên nào đó phải chối bỏ lịch sử đức tin của mình, và sự hiệp nhất này cũng không chấp nhận sự chiêu dụ tín đồ của nhau, vì hành động này là thuốc độc đối với hành trình đại kết. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, trước khi nhìn những điều chia cách của chúng ta, cũng cần nhận thức thiết yếu sự phong phú của những gì liên kết chúng ta như Kinh Thánh, các bản tuyên xưng đức tin của các công đồng chung đầu tiên. Làm như thế, các tín hữu Kitô có thể nhìn nhận nhau là anh chị em cùng tin nơi Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ duy nhất, dẫn thân tìm kiếm cách thức vâng theo lời của Chúa ngày hôm nay, đấng muốn hiệp nhất tất cả chúng ta. Tin Roma. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu kiên nhẫn chịu đựng các quấy rầy của người khác. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 60.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16 tháng 11 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta dành bài giáo lý hôm nay cho một công việc của lòng thương xót mà mọi người đều biết rõ, nhưng có lẽ chúng ta không thực thi như đáng lý phải làm, đó là kiên nhẫn chịu đựng những người quấy rầy. Chúng ta tất cả đều rất giỏi trong việc nhận diện ra một người có thể làm phiền chúng ta, xảy ra trên đường hay khi nhận một cú điện thoại. Trong Thánh Kinh, chúng ta thấy rằng chính Thiên Chúa cũng phải dùng lòng thương xót để chịu đựng các than van của dân Ngài. Chẳng hạn,
trong sách xuất hành, dân chúng thật là không chịu được, khóc lóc, than van, cứng đầu, phản trắc. Ông Mô-sê làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân, và đôi khi cả ông nữa cũng sẽ quấy rầy Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã kiên nhẫn, và như vậy Ngài dạy cho ông và dân chúng biết chiều kích nòng cốt này của đức tin. Và một câu hỏi tự phát đến trong tâm trí chúng ta có bao giờ xét mình xem đôi khi cả chúng ta cũng quấy rầy những người khác hay không? Thật là dễ chỉ tay chống lại các tệ nạn và thiếu sót của những người khác, nhưng chúng ta phải học biết đặt mình trong địa vị của tha nhân. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nhìn Chúa Giê-xu, trong 3 năm của cuộc sống công khai, Ngài đã phải kiên nhẫn biết bao nhiêu. Có lần, khi đi với các môn đệ, Ngài đã bị bà mẹ của Gia-cô-bê và Gio-an chặn lại và xin rằng, xin Thầy cho 2 đứa con của con đây ngồi một người bên phải, một người bên trái Thầy trong vương quốc của Thầy. Bà mẹ tạo địa vị thanh thế cho các con trai mình, nhưng đó là bà mẹ. Cả từ trường hợp này nữa, Chúa Giê-xu cũng lấy đó làm đề tài dạy cho các môn đệ một giáo huấn nền tảng, đó là vương quốc của Ngài không phải là một vương quốc của quyền bính, và không phải là một vương quốc của vinh quang như các vương quốc trần gian, nhưng là việc phục vụ và dâng hiến cho người khác. Chúa Giê-xu dạy chúng ta luôn luôn đi tới điểm nòng cốt và nhìn xa hơn để lãnh lấy sứ mệnh của mình với tinh thần trách nhiệm. Ở đây, chúng ta có thể trông thấy lời mời gọi thực thi 2 công việc khác của lòng thương xót tinh thần là răn bảo kẻ có tội và dạy dỗ kẻ dốt nát. Chúng ta hãy nghĩ tới dấn thân lớn lao có thể làm khi trợ giúp người ta lớn lên trong đức tin và cuộc sống. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ. Như thế, các lời của Chúa Giê-xu nói với bà mẹ của ông Gia-cô-bê và Gio-an, rồi với tất cả các môn đệ, chỉ cho chúng ta thấy con đường giúp tránh rơi vào những ghen tương, tham vọng và nịnh bợ là các cám dỗ luôn luôn rình rập cả các Kitô hữu nữa. Đòi buộc khuyên nhủ, cảnh cáo và dạy dỗ không được khiến cho chúng ta cảm thấy mình cao hơn tha nhân, nhưng trước hết bắt buộc chúng ta đi vào trong chính mình để kiểm thực xem chúng ta có trung thực với những gì chúng ta yêu cầu người khác sống hay không. Chúng ta đừng quên các lời của Chúa Giê-xu nói, tại sao bạn nhìn thấy cọng rơm trong mắt người anh em trong khi không nhận ra cái xà trong mắt mình? Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 do An Lê và Duy An trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Seward và Đức Benedicto thứ 16. Buổi nói chuyện đã được xuất bản hồi tháng 9 vừa qua với đề tựa Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng. Ký giả Peter Seward tiếp tục cuộc trò chuyện như sau. Thưa Đức Thánh Cha, điểm chính trong các suy tư của Đức Thánh Cha luôn là sự gặp gỡ cá nhân với Đức Kitô. Vậy, hiện nay thì như thế nào ạ? Sự thân mật của Ngài với Đức Giê-xu ra sao, thưa Đức Thánh Cha? Dĩ nhiên, chuyện này thay đổi tùy theo tình hình.
nhưng trong phụng vụ, cầu nguyện, suy niệm về bài giảng Chúa Nhật, tôi nhìn thấy người trực tiếp trước mặt tôi. Người vẫn không bao giờ kém cao cả và huyền nhiệm. Có rất nhiều câu trong Tin Mừng mà lúc này tôi cảm nhận nét cao cả và sức nặng mạnh mẽ hơn trước đây. Điều này làm tôi nghĩ đến giai đoạn tôi còn làm cha phó. Ngày nọ, Romano Gardini được mời đến nhà một mục sư tin lành gần bên. Ông nói với vị này rằng, khi về già, mọi sự không trở nên nhẹ nhàng mà nặng hơn. Câu nói này đã làm vị mục sư rất cảm động. Có sự thật ở bên trong. Một bên, rõ ràng người ta bị lôi kéo rất nhiều, có thể nói như vậy, để từ đó cuộc sống có được hình dáng của nó và những quyết định nền tảng được đưa ra. Đằng khác, người ta cảm thấy cách mãnh liệt hơn sức nặng của các vấn đề, của sự báng bổ thực tế, sự thiếu vắng đức tin ngay ở chiều sâu giáo hội. Nhưng đồng thời, ngược lại, người ta cũng cảm nhận được nét cao cả trong những lời nói của Đức Giê-xu thường được tỏ bày vượt trên sự giải thích trước đây. Phải chăng điều này có liên hệ đến việc mất đi sự thân thiết với Thiên Chúa hay với sự nghi ngờ, thưa Đức Thánh Cha? Nghi ngờ ư? Không, nhưng người ta cảm thấy mình đang xa rời sự cao cả của mầu nhiệm như thế nào. Thật vậy, người ta cũng đi tới những mặc khải mới. Tôi thấy điều này đem lại nhiều xúc động, nhiều niềm an ủi. Đồng thời, người ta ý thức rằng mình không bao giờ ngừng khám phá lời. Một vài lời giận dữ, từ khước, đe dọa dường như làm bạn lo ngại, càng mạnh mẽ và quan trọng hơn trước. Thưa Đức Thánh Cha, người ta hình dung ra Đức Giáo Hoàng, vị đại diện của Đức Kitô trên trần gian, là người đang có mối liên hệ rất thân thiết, sâu xa với Chúa. Có phải thế không ạ, thưa Đức Thánh Cha? Đúng, phải như thế và hơn thế. Tôi không có ý nghĩ rằng người ở xa. Tôi có thể luôn thưa chuyện với người trong nội tâm. Điều cản trở là tôi là con người nhỏ bé, đáng thương, lại không luôn đạt tới người. Đức Thánh Cha cũng trải qua những đêm tối, như các vị thánh thường nói đến không ạ? Không phải mãnh liệt như thế đâu. Có thể rằng vì tôi không đủ thánh để buộc tôi phải đi sâu vào đêm tối. Điều ấy càng đúng khi mà nhìn thấy chung quanh ta những biến cố về con người mà ta phải tự hỏi tại sao Thiên Chúa có thể cho phép chúng xảy ra và người ta nêu lên từ những vấn đề quan trọng. Cần phải xác tín rằng người biết rõ hơn chúng ta. Vậy Đức Thánh Cha chưa bao giờ trải qua đêm tối trong cuộc đời phải không ạ? Nói rằng không bao giờ có đêm tối là không hoàn hảo. Nhưng trong nhiều trường hợp, người ta khó có thể hiểu điều Thiên Chúa thực sự muốn, tại sao sự dữ lại hiện diện. Chẳng hạn, làm thế nào để điều này lại có thể tương hợp với tính toàn năng và lòng nhân lành của người? Những vấn đề như thế quấy nhiễu bạn liên tục. Vậy làm sao đối diện với những vấn nạn đức tin ạ, thưa Đức Thánh Cha? Trước tiên, người ta không bao giờ ngần ngại về xác quyết nền tảng của đức tin bằng cách đặt mình vào bên trong nó cách nào đó. Và bằng cách nhận rằng mình không hiểu điều gì đó, không phải vì điều ấy giả tạo, nhưng là do sự nhỏ bé của mình. Hơn một lần, tôi đã hiểu biết dần dần. Bỗng nhiên, việc phân định được điều gì chưa xuất hiện rõ ràng cho bạn luôn là một món quà. Vì thế, người ta hiểu mình phải khiêm tốn khi mà những lời kinh thánh còn đóng kín với bạn. Phải chờ Thiên Chúa mở ra. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Seward và Đức Benedicto thứ 16 với đề tựa Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng, được xuất bản vào tháng 9 năm 2016. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày. Gương sống nhẫn nhục của Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết kiên nhẫn chịu đựng các quấy rầy của người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với khoảng 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 16 tháng 11 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: chúng ta dành bài giáo lý hôm nay cho một công việc của lòng thương xót mà mọi người đều biết rõ, nhưng có lẽ chúng ta không thực thi như đáng lý phải làm. Đó là kiên nhẫn chịu đựng những người quấy rầy. Chúng ta tất cả đều rất giỏi trong việc nhận diện ra một người có thể làm phiền chúng ta, xảy ra trên đường hay khi nhận một cú điện thoại. Đôi khi cũng xảy ra là những người quấy rầy chúng ta là những người gần chúng ta nhất. Giữa các bà con thân thuộc luôn luôn có người nào đó. Tại nơi làm việc cũng không thiếu. Và cả trong lúc tự do cũng không thiếu những người như vậy. Chúng ta phải làm gì với những người quấy rầy đây? Và cả chúng ta nữa. Đôi khi chúng ta cũng sách nhiễu người khác. Tại sao trong số các công việc của lòng thương xót lại có cả chuyện này nữa? Kiên nhẫn chịu đựng những người quấy rầy. Trong Thánh Kinh chúng ta thấy rằng, chính Thiên Chúa cũng phải dùng lòng thương xót để chịu đựng các than van của dân Ngài. Chẳng hạn trong sách Xuất Hành, dân chúng thật là không chịu được, khóc lóc, than van, cứng đầu, phản trắc. Ông Mô-xê làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân, và đôi khi cả ông nữa, cũng sẽ quấy rầy Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã kiên nhẫn, và như vậy, Ngài dạy cho ông và dân chúng biết chiều kích nòng cốt này của đức tin. Và một câu hỏi tự phát đến trong tâm trí chúng ta. Chúng ta có bao giờ xét mình xem, đôi khi cả chúng ta cũng quấy rầy người khác hay không? Thật là dễ chỉ tay chống lại các tệ nạn và thiếu sót của người khác, nhưng chúng ta phải học biết đặt mình trong địa vị của tha nhân. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu. Trong 3 năm của cuộc sống công khai, Ngài đã phải kiên nhẫn biết bao nhiêu. Có lần, khi đi với các môn đệ, Ngài đã bị bà mẹ của Gia-cô-bê và Gio-an chặn lại và xin thầy cho hai đứa con đây ngồi một người bên phải một người bên trái thầy trong vương quốc của thầy. Bà mẹ tạo địa vị thanh thế cho các con trai mình, nhưng đó là bà mẹ. Cả từ trường hợp này nữa, Chúa Giêsu cũng lấy đó làm đề tài dạy cho các môn đệ một giáo huấn nền tảng. Vương quốc của Ngài không phải là một vương quốc của quyền bính và không phải là một vương quốc của vinh quang như các vương quốc trần gian, nhưng là việc phục vụ và dâng hiến cho người khác. Chúa Giêsu dạy chúng ta luôn luôn đi tới điểm nòng cốt và nhìn xa hơn, để lãnh lấy sứ mệnh của mình với tinh thần trách nhiệm. Ở đây, chúng ta có thể trông thấy lời mời gọi thực thi 2 công việc khác của lòng thương xót tinh thần, là răn bảo các kẻ có tội và dạy dỗ kẻ dốt nát. Chúng ta hãy nghĩ tới dấn thân lớn lao có thể làm khi trợ giúp người ta lớn lên trong đức tin và cuộc sống. Chẳng hạn tôi nghĩ tới các giáo lý viên, trong đó có biết bao bà mẹ và biết bao nhiêu nữ tu,
tận hiến thời giờ để dạy dỗ người trẻ các yếu tố nền tảng của đức tin. Thật là mệt nhọc biết bao, khi các trẻ em thích chơi giỡn hơn là lắng nghe giáo lý. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Đồng hành trong việc kiếm tìm điều nòng cốt thật đẹp và quan trọng, bởi vì nó làm cho chúng ta chia sẻ niềm vui hưởng nếm ý nghĩa cuộc sống. Thường xảy ra là, chúng ta gặp gỡ những người chỉ dừng lại trên những điều hời hợt, chóng qua và tầm thường. Đôi khi vì họ đã không gặp ai khuyến khích họ tìm kiếm điều gì khác, quý chuộng các kho tàng đích thực. Dạy nhìn vào điều nòng cốt là một trợ giúp định đoạt, đặc biệt trong một thời đại như thời đại chúng ta ngày nay. Xem ra đã đánh mất hướng đi và chạy theo những thỏa mãn ngắn ngủi. Dạy khám phá ra điều Chúa muốn nơi chúng ta và làm sao chúng ta có thể đáp trả lại, có nghĩa là bước đi trên con đường lớn lên trong ơn gọi của mình, trong con đường của niềm vui đích thật. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Như thế, các lời Chúa Giêsu nói với bà mẹ của Gia-cô-bê và Gioan, rồi với tất cả nhóm các môn đệ, chỉ cho thấy con đường giúp tránh rơi vào sự ghen tương, tham vọng và nịnh bợ, là các cám dỗ luôn rình rập cả các Kitô hữu nữa. Đòi buộc khuyên nhủ, cảnh cáo và dạy dỗ, không được khiến cho chúng ta cảm thấy mình cao hơn tha nhân, nhưng trước hết, bắt buộc chúng ta đi vào trong chính mình, để kiểm thực xem, chúng ta có trung thực với những gì chúng ta yêu cầu người khác sống hay không? Chúng ta đừng quên các lời Chúa Giêsu nói. Tại sao bạn nhìn thấy cọng rơm trong mắt người anh em, trong khi không nhận ra cái xà trong mắt mình? Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết sống kiên nhẫn, trong việc kiên nhẫn chịu đựng và khuyên nhủ những người khiêm nhường và đơn sơ. Kế đó, Đức Thánh Cha chào thăm các phái đoàn hiện diện. Trong số các đoàn hành hương hiện diện trong buổi tiếp kiến, cũng có nhiều tín hữu Việt Nam đến từ nhiều nước, Hà Lan, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Đặc biệt phái đoàn 48 tín hữu từ Houston do cha Giuse Vũ Thành hướng dẫn. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là các thành viên tổ chức Đông Phương, các linh mục thuộc Liên hiệp Tông đồ Giáo sĩ, Giáo phận A Răng, do Đức cha Eberto hướng dẫn, cũng như các tín hữu đến từ Pháp, Bỉ và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Thánh Cha nói, chúng ta sắp kết thúc năm thánh lòng thương xót, nhưng tôi xin anh chị em đừng đóng cửa tâm lòng, nhưng trái lại, luôn kiên nhẫn, khiêm nhường và đơn sơ tiếp đón tha nhân. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Anh, đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Malta, Nigeria, Indonesia, Canada và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc các ngày cuối cùng của năm thánh lòng thương xót đem lại cho họ và gia đình họ nhiều ơn lành, niềm vui và hòa bình của Chúa. Đức Thánh Cha chúc các nhóm nói tiếng Đức có những ngày hành hương Roma sốt sắng, bổ ích và noi gương Chúa biết sống thương xót. Chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đặc biệt nhóm các linh mục và tín hữu Rio de Janeiro, Votuporanga và Patos de Minas. Đức Thánh Cha khích lệ họ thực thi các công việc của lòng thương xót, đem niềm vui và sự ủi an đến với mọi người, để là các chứng nhân tình yêu thương dịu hiền của Thiên Chúa. Với các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, cửa năm thánh sắp đóng lại, nhưng Thiên Chúa không bao giờ đóng cửa trái tim thương xót của Ngài và dập tắt sự dịu hiền của Ngài với chúng ta. Chào mấy ngàn tín hữu Hòa Lan cùng các giám mục về Roma hành hương năm thánh. Đức Thánh Cha chúc họ khám phá ra lòng thương xót của Chúa và thực thi các công việc thương xót, phần xác cũng như phần hồn đối với tha nhân. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào Liên hiệp các thầy dạy nghề mừng 60 năm thành lập. Ngài cầu chúc Liên hiệp tiếp tục góp phần tạo thuận tiện cho những giai tầng yếu đuối nhất, có cơ may gia nhập đời sống xã hội và kinh tế. Đức Thánh Cha cũng chào các hiệp hội Hồng Thập Tự, Spontore,
Hiệp hội Cam Giáng Sinh, tỉnh Camisano, Vicentino, các nhóm giáo xứ và sinh viên. Đức Thánh Cha cầu mong năm thánh, nhắc nhở mọi người biết sống thương xót như Thiên Chúa Cha, vì tình yêu thương khiến cho con người nhân bản và Kitô hơn. Chào người trẻ, các người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nhắc, tháng 11 là tháng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, nên mỗi người hãy nhớ tới những ân nhân, thân nhân và các linh hồn không được ai nhớ cầu nguyện cho, bằng cách xin lễ và dâng lời cầu nguyện các hy sinh hãm mình cho họ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người, đặc biệt nhớ tới linh hồn các nạn nhân của trận động đất miền Trung Italia, cầu nguyện cho họ, cho thân nhân của họ, và tiếp tục liên đới với tất cả những ai đã chịu các thiệt hại do động đất gây ra. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư ngày 16 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tín Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm dân gian cho thấy lời nói gió bay nhưng gương bày lôi kéo. Quả thực, những việc làm cụ thể có sức thuyết phục và dẫn đưa người khác về với Chúa hơn là những bài giảng hùng hồn nhưng lại thiếu thực hành. Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu trong tông huấn loan báo tin mừng Evangelii Nuntiandi cũng đã nhận định: con người ngày nay sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn là thầy dạy, và người ta có nghe theo thầy dạy là vì thầy dạy cũng là những chứng nhân. Do đó, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi xin được mở ra chuyên mục mới với tựa đề Gương Chứng Nhân. Chuyên mục này sẽ trình bày gương sống chứng tá của những chứng nhân trong giáo hội. Những chứng nhân đó có thể là những vị thánh đã được giáo hội tuyên phong, và cũng có thể là những con người rất bình thường nhưng có một đời sống rất anh hùng để làm chứng cho Chúa. Một gương chứng nhân hôm nay xin được trình bày gương sống của cha Pierre, người cha của kẻ không nhà. Khi báo chí vừa loan tin cha Pierre đã qua đời, vào sáng sớm thứ hai, ngày 22 tháng Giêng năm 2007, thì Tổng thống Pháp Chirac ngay sau đó đã phát biểu: toàn nước Pháp xúc động từ đáy lòng của mình. Nước Pháp mất đi một khuôn mặt cao cả, một tiếng nói của lương tâm, một hiện thân của lòng nhân ái. Và kỳ thực, không phải chỉ nước Pháp, nhưng toàn thế giới đã nghiêng mình trước cha Pierre, một con người đã thực hành cụ thể lòng nhân ái. Ngài dấn thân cho lòng yêu thương vô bờ, đặc biệt đối với những người bị khinh khi, những người nghèo, những người bị bắt bớ và bị ngược đãi. Cha Pierre tên thật là Henri Guez, chào đời ngày 5 tháng 8 năm 1912 tại Irigny, gần thành phố Lyon, nước Pháp. Henry là người con thứ năm trong một gia đình đạo đức có 8 người con. Năm 12 tuổi, Henry đã cùng cha tham gia vào tổ chức huynh đoàn giáo dân thuộc hội tương tế cao niên, chuyên làm việc thiện nguyện hớt tóc miễn phí cho người nghèo. Năm 1928, Henry lên 16 tuổi thì bị tiếng sét ái tình với Thiên Chúa, nói theo đúng nguyên văn của lời cha kể lại sau này:
và tiếng sét ấy đánh động tâm hồn Henry, khiến cậu bộc phát ý muốn đi tu dòng Francisco. Nhưng luật dòng lúc bấy giờ chỉ nhận những thanh niên đúng 17 tuổi rưỡi. Do vậy, Henry không thất vọng, cậu cương quyết sẽ trở thành một tu sĩ trong tương lai. Năm 1931, Henry Guez lên 19 tuổi và gia nhập dòng Francisco và đã tuyên khấn. Ngay trong năm ấy, thầy dòng Henry Guez dứt khoát không nhận phần gia sản cha mẹ thầy muốn để lại cho thầy. Riêng những tài sản thuộc về thầy, thầy đều dâng hiến cho các công việc bác ái. Năm 1932, thầy lại được nhận vào viện khổ tu ở Grace và trải qua 7 năm sống nghiêm ngặt theo luật dòng khổ tu tại đây. Ngày 24 tháng 8 năm 1938, thầy được thụ phong linh mục và đã chuyển sang linh mục triều, được bổ nhiệm làm phó sứ ở Grenoble. Tháng 12 năm 1939, Thế chiến thứ hai bùng nổ, cha Henry Guez bị động viên vào quân ngũ với cấp bậc hạ sĩ quan trong một đơn vị huấn luyện quân nhu quân cụ. Tiểu sử chính thức cho biết cha Henry được cử phụ trách giúp đỡ người Do Thái bị Đức Quốc xã tầm nã trong các cuộc càn quét ở Grenoble và khu vực chung quanh. Cha cũng giúp đỡ nhiều thanh niên trốn thoát lao động cưỡng bức của Đức Quốc xã. Và để tránh bị theo dõi, ngài dùng bí danh là Ampe Pierre. Năm 1944, cha Pierre bị quân đội Đức bắt, nhưng sau đó được thả. Ngài lánh sang Tây Ban Nha để tham gia lực lượng Pháp tự do tướng De Gaulle lãnh đạo và đóng bản doanh tại thành phố Angers, nước Algeria thuộc Pháp. Cha Pierre trở thành tuyên úy hải quân Pháp ở Maroc và là nhân vật quan trọng trong lực lượng kháng chiến của tướng De Gaulle. Các hoạt động kháng chiến của cha Pierre đã mang lại cho cha quân công giải phóng Bội Tinh với ngành dương liệu. Sau chiến tranh, cha Pierre dấn thân vào việc khôi phục lại một xã hội cho xứng đáng với các quyền căn bản của con người. Cha cũng động viên, hướng dẫn những người chung quanh cùng hoạt động như cha để thay đổi cơ chế lề luật bất công, cũng như thay đổi não trạng thờ ơ và thái độ dửng dưng của nhiều người trước nỗi thống khổ của con người dưới các tầng áp bức. Năm 1949, cha Pierre sáng lập hội những người đồng hành Emmaus. Emmaus là tên của một ngôi làng ở Palestine mà Phúc Âm Thánh Luca đã đề cập đến trong biến cố Chúa Giêsu phục sinh cùng đi đường và đàm đạo với hai môn đệ của Chúa. Hội này nhằm mục đích giúp đỡ những kẻ khốn cùng và đặc biệt là những người vô gia cư. Năm 1950, cha Pierre chính thức thành lập Cộng đoàn Emmaus đầu tiên. Cộng đoàn Emmaus tự kinh tài bằng cách bán các thiết bị và vật dụng làm ra để xây dựng nhà ở. Đây là một tổ chức phần đời dành cho giáo dân, không đặt dưới quyền lãnh đạo của hàng giáo phẩm. Tiếng tăm cha Pierre bắt đầu vang dội vào mùa đông năm 1954, một mùa đông băng giá giết chết rất nhiều người vô gia cư. Ngày 1 tháng 2 năm 1954, cha Pierre tung ra lời kêu gọi khẩn cấp trên đài phát thanh Luxembourg bằng những lời lẽ vô cùng thống thiết sau đây. Hỡi các bạn hãy ra tay cứu giúp. Một thiếu nữ sắp chết vì cống lạnh trong đêm nay lúc 3 giờ trên vỉa hè đường phố Sebastopol đang siết chặt trong tay mảnh giấy mang lệnh đuổi bà ra khỏi nhà bà đang ở. Mỗi đêm có hơn 2.000 người nằm co quắp dưới băng tuyết, không một miếng bánh, không một mái che, và thậm chí có người hầu như trần trụi, không một mảnh áo. Tin tức khí tượng loan báo giá lạnh khủng khiếp sẽ kéo dài một tháng. Tình hình mùa đông sẽ khủng khiếp như vậy,
trong khi các trung tâm cứu hộ không đủ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết. Tôi chỉ có sáng kiến này là ý chí của chúng ta sẽ dư đủ để tình hình lạnh giá ấy không còn là mối đe dọa nữa. Tôi khẩn khoản nài xin các bạn, chúng ta hãy yêu thương nhau và hãy ra tay lập tức. Ngay tối hôm nay và những ngày tiếp theo, chúng ta cần tới 5.000 tấm chăn mền, 300 chiếc liều, 200 lọ sưởi. Kẻ góp công, người góp của, người khác giúp cho mượn phương tiện vận chuyển, tập trung các vật liệu trên. Nhờ các bạn, sẽ không còn một người nào, một em bé nào tối nay nằm ngủ vất vưởng trên các lề đường, các bến tàu của thành phố Paris này. Và ngày hôm sau, truyền thông Pháp đồng loạt đưa tin dưới hàng tít lớn, cuộc trỗi dậy của lòng nhân đạo. Lời kêu gọi của cha Pierre đã đem lại 500 triệu quan Pháp tiền trợ giúp, trong đó chỉ riêng phần ủng hộ của danh hài Charlot lên tới 2 triệu quan Pháp. Đó là một số tiền khổng lồ thời bấy giờ, và cũng là một kết quả hoàn toàn bất ngờ, vượt sự tưởng tượng của mọi người và của cả cha Pierre. Lời kêu gọi năm 1954 của cha Pierre đã tiếp tục thu hút nhiều ân nhân khác nữa từ khắp nơi trên nước Pháp, và chẳng những giúp phân phối các nhu cầu khẩn cấp cho những kẻ khốn cùng, mà còn tạo nguồn tài chính để cha Pierre tiến tới thành lập thêm nhiều cộng đoàn Emmaus. Đây là những cộng đoàn cung cấp nơi ăn chốn ở và công việc làm ổn định cho những kẻ không nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục kể về gương chứng nhân của cha Pierre trong chương trình tuần sau. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện. Xin lắng nghe ân tình Chúa như dòng sông êm đềm trôi qua tháng ngày bờ bên nào xa mãi. Tình yêu của Chúa cho đời con tươi như mùa xuân mới xanh ngát tuyệt vời, tràn chứa khôn nguôi thắm trong linh hồn niềm. Một đời như loài chim hót từ mai hồng nắng chân trời, một đời như muôn cánh hoa nở tươi hương nồng phơi phới. Vì tình yêu mà Thiên Chúa gọi con mến thương theo Ngài, để đời con luôn hát ca sống. Một người đàn ông đang đi bộ dọc theo bờ sông thì nghe thấy tiếng kêu lớn: "Có ai không cứu tôi với?" Người đàn ông chạy đến thì thấy một cậu bé đang vùng vẫy giữa dòng nước. Rõ ràng cậu đang gặp nguy hiểm. Ông ta hỏi lớn: "Cháu làm chuyện quái gì ở dưới đấy thế? Cháu phải biết là cháu có ngu ngốc lắm không?" Cậu bé kêu cứu: "Bác làm ơn giúp cháu được không? Cháu kiệt sức và chết mất." Người đàn ông bực bội lý sự: "Lẽ ra cháu nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hành bài tập thể dục như vậy.
liều lĩnh xuống nước trước khi biết nó sâu đến mức nào là một việc dạ dột. Cậu bé nài nỉ, thưa bác, xin đưa cháu lên khỏi dòng nước rồi hãy trách mắng, nếu không cháu sẽ chết mất. Người đàn ông vẫn đứng trên bờ và tiếp tục giảng giải để cậu bé tự vật lộn với dòng nước. Quý vị và các bạn thân mến, người đàn ông trong câu chuyện trên chỉ biết giảng dạy nhưng không ra tay giúp đỡ cậu bé đang gặp nạn. Trước cơn nguy khốn của người khác, chúng ta dễ dàng bàn tán bình luận nhưng lại ngại ngùng đưa tay giúp đỡ. Đức Giáo Hoàng Francisco có lần đã nói, thực hiện một việc bác ái đối với tha nhân thì tốt hơn một bài diễn văn hay. Làm việc tốt giúp đỡ người khác là một bổn phận. Bởi lẽ ai trong chúng ta cũng có những lúc gặp khó khăn thử thách và cần được người khác giúp đỡ. Có khi nào chúng ta tự hỏi, tại sao chúng ta làm từ thiện không? Vì thật sự muốn chia sẻ giúp đỡ người khác hay vì được nổi tiếng và được kính nể? Tiếng thơm tự nó sẽ đến nếu trong hành động của chúng ta có gieo mầm sự thiện. Cũng vậy, sự kính trọng sẽ tiêu tan nếu việc từ thiện của chúng ta nhằm che đậy cho một ý đồ xấu. Con ong sẽ tự biết đó hoa có mật ngọt bởi làn hương tỏa ngát. Chúng ta có khéo léo che đậy ngụy trang thế nào, cũng có ngày sự thật sẽ lộ ra. Chúng ta thường nhầm tưởng giữa cái thật và giả, giữa trung thực và gian dối, giữa sống và chết. Nhưng đối với Thiên Chúa, người thấu suốt mọi điều sâu kín trong lòng chúng ta, tác giả Thánh Vịnh 27 khuyên chúng ta khi gặp gian nguy, hãy tin tưởng cậy trông vào sự che chở của Thiên Chúa. Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, người che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Lòng nhân từ của Thiên Chúa không giới hạn. Tình yêu Thiên Chúa đã thánh hóa và đưa con người từ một thụ tạo thấp hèn trở thành con người có nhân vị. Có lần Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ chữa lành cho một người thanh niên bị quỷ ám. Anh ta sống chui lủi trong đám mồ mả với người chết và bị ma quỷ hành hạ đêm ngày. Sau khi được chữa lành, người thanh niên đã đi rao truyền cho mọi người biết tất cả những việc Đức Giêsu đã thương và đã làm cho anh. Là người tin theo Đức Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi phục vụ người khác một cách vô vị lợi. Hãy tha thiết làm việc thiện dù có phải chịu thiệt thòi. Hãy quảng đại chia sẻ và cho đi với ý thức chúng ta đã lãnh nhận biết bao ơn lành từ Thiên Chúa. Hãy trao dâng cho Chúa sự yếu hèn và những khiếm khuyết nơi chúng ta để Người bổ khuyết cho nên hoàn thiện. Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống chúng con luôn phải đối diện với những khó khăn thử thách. Xin cho chúng con biết chạy đến lòng thương xót Chúa để được nâng đỡ vui an. Giữa biển đời nhiều sóng gió ấp bên, xin Chúa hãy là con thuyền đưa con đến bến bờ sự sống. Amen. Xin lắng nghe ân tình Chúa như vầng trăng giữa màn đêm soi lối về đưa bước đường viên dư. Tình yêu của Chúa rạng rỡ lưu cánh
mong về quê cũ, dù những đêm khuya mệt mỏi ê chề, Chúa như bạn đường bình an. Như loài chim hót từ mai hôm nắng chân trời, một đời như một cánh hoa nở tươi hương nồng phơi phới, vì tình yêu mà Thiên Chúa gọi con mến thương theo Ngài, để đời con luôn hát ca sống đời như loài chim hót từ mai hôm nắng chân trời, một đời như một cánh hoa nở tươi hương nồng phơi phới, vì tình yêu mà Thiên Chúa gọi con mến thương theo Ngài, để đời con luôn hát ca sống miệt kiếp người. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.